buổi sáng làm việc của mấy anh em mình nè ha. Dũng thì trà nhám, Lợi thì sơn, Tí Mập thì cưa. Tí Mập cưa cái gốc me bên làm cái đôn. Nay mấy anh em mình sơn cái chòi ha. Máy cưa nó ồn quá trời ồn, nó chuyện hết nghe luôn à. Cái này công đoạn mình mới có sơn lót hàng nha. Lợi này là lợi gòm này, đó là sơn thợ sơn ở Sài Gòn về đó. Dịch quá rồi, trốn về quê luôn rồi. Sơn bị đuổi. Mập nghiên cứu gốc me rồi, gốc me bự quá ớn. Đèn sơn được một nước rồi nè. Đó, giờ cái đó sao tề ra nổi nè nó. Ông quay chuyên nghiệp ơi. Dũng cao sơn cái chòi nè. Thứ bảy này mình lợp lá. Đây thì Tí Mập nhóm lửa. Nấu cơm chưa hả Tí Mập? Cơm chưa. Rồi Dũng cao với lại gòm ăn để nó đói làm sùm. Tí Mập đốt lửa nấu cơm. Tính làm món gì đãi Dũng cao vậy Tí Mập? Đây dòm đấy. Lương lá cách. Này các bạn thấy tôi làm lương chưa? Chơi luôn nè. Ngồi tại chỗ làm luôn. Coi Tí Mập, coi Tí Mập xử lương rồi, bên đây nấu cơm, bên đây Tí Mập tí bằng lương. Nhảy lung tung. Tận dụng ba cái cho nãy bạn.
Nó hút ra nè. Giọt luôn. Này giống giống như tắm tắm cho. Bây giờ mới dễ cầm đúng không? Nãy nhớt quá cầm không được. Cái cho bếp nó có công dụng là sạch nhớt con cho của con lươn. Coi bạn coi cảnh này theo cảnh rồi tôi cắt cổ mở bụng cho bạn coi luôn nha. Tại lươn nó máu đó bạn ơi. Đó mình nhạy cảm mình lắm. Mình đang lăn làm được cho nó hết nhé. Bố anh em có 3 con lươn rồi nè. Lươn chà bá luôn à. Để đóng đuôi vào coi. Cận cảnh luôn. Bố bên đen có 3 con. Đang đi chơi quay cái lá cách bên giường nè. Không nhớ đây có cây lá cách nè. Cái này nằm ở đâu nè. Cái tí mập nó kêu cắt cho vài bẻ bẻ môn nữa. Ừ. Thôi mình để cắt luôn, cắt môn, cắt môn được. Vậy cho tí mập làm món. Con này sao bị đứt rồi bạn ơi. Xử luôn. Cái môn này của giường tí mập. Giờ mình kiếm thêm mới lá cách nữa. Về cho tí mập lương. Nước cốt dừa, có nước cốt dừa nữa mới ngon. Có hấm tí mập thu hoạch quế, quế này tàn hết rồi. Theo chân Dũng Cao. Mình để theo chân Dũng Cao đi kiếm lá cách. Kiếm lá cách vô đây quá trời cỏ rồi nè. Lùm cái dừa nè. Đây Dũng bước lá cách nè. Thơm quá, lát ngát luôn. Lá cách này bị sâu bồn. Đây lá cách. Lá cách này ăn cái nó đặc trưng của nó rất là thơm. Nó không có vị thuốc nữa đó. Gặp nó cũng bánh xèo này kia cũng được bạn. Ừ. Lương nó hết chảy nha. Ôm lương nó cốc dừa nữa nha. Quá ngon luôn á. Thì lá cách này của chú Chính. Lá cách nó có bông nữa, có bông nó có trái nữa. Nhắc lại đọt các bạn, nó bung nữa mà. Mình bất thường xuyên cái nó ra đọt mới mới. Đọt, bất đọt càng đọt là nó càng ra. Cứ nhắc ngang đọt là nó bung, nhắc đọt nó bung ra. Muôn lá cách. Bây giờ trưa rồi nè, tí mập làm món đãi cho mấy anh em mình. Lương này nha bạn, lá cách với môn nè. Lá cách. Mình xắt khúc ra để nó gãy uổng. Nè, xả nè, ớp nè. Xả nè. Chờ miếng hoàng phi là cho thơm. Tỏi. Trái chừa lên miếng. Mập làm mấy món này mồi bén tẩm bổ không à. Đây, ok. Cho nó màu sắc nó đậm. Đây, cái gỗ này sao nãy Dũng Cao đi hái bên vườn. Này khoảng 4 muỗng phê bột nghệ đi. Rồi. Bột cà ri. Thêm miếng cà ri nữa bạn ơi. Cho cái màu nó đậm lên.
một cực kỳ bạn làm xong rồi cho nó đều đều bằng, tại vì nó ở trên nó có nó tới hai màu luôn, tôi không biết nó thấy nó hai màu luôn. Trộn hả? Nửa bực nửa hủ thôi nên nhiều quá đắng à. Ký lương nửa bịch được rồi. Muối. Này phải có đường nha bạn. Ốm mà không có đường khó ăn lắm nha. Này có vị ngọt ngọt béo béo à. Này phải làm sao? Có nước cốt dừa nữa. Nước cốt dừa hồi mình gần chín á. Mình đổ vô nó mới béo. Để vô nó lợn cận ngọt trâu. Chân ướp ưa luôn. Nó có nhìn thấy không đúng. Chảy mồ hôi lưỡi rồi nó. Màu vô bột nghệ với cà ri vô cái nhìn nó đẹp. Ướp cho để khoảng 15 phút đi cho nó thấm đi, mình tiến hành lên lửa nha bạn. Đây tới Tết chắc hết mưa rồi. Hết rồi. Tết tới xuân. Còn ít rồi. Xuân đã về. Nước rồi. Ít thôi. Cũng phê được. Còn hồi sau này mình chín rồi đó. Mình nêm lại cảm thấy nó chưa đậm đà thì mình nêm thêm nước mắm lại. Cái chùm me này chắc Tết nay dốt ạ. Trái nuôi luôn. Có nó dưới này, hồi tại ăn này bé béo nè, có nó dưới nó thơm nó ngon. Trời ơi nó thơm. Đây nồi cơm của tí mập nấu à. Cơm lá dứa. Xèo. Nốt cái xả này hồi nãy còn lại luôn, vô luôn. Wow. Trời, tỏi với xả hồi nãy mình để vô nó vàng các bạn. Rồi ha ha để vô rồi. Nó thơm, thì thơm luôn. Ai nói vậy? Dũng đi thăm mách chính vô. Rồi, vô già của vô. Rồi, nước dùng này đổ đây nè, chán lấy cái cốt lại đây đẹp quá ha. Nước cốt lên mới đẹp. Nước cốt màu trắng lên đẹp. Nước cốt phải bỏ sao các bạn? Chín rồi bỏ nước cốt vô nha. Dũng sắc rất là nước mắm.
ít lắm, để lấy vườn cái này. Giờ tí mập vớt kìa nè. Mình bỏ rau cho ba thôi, mình bỏ mình vậy vô nó gã hết ủ. Tại đưa mình gọi nè, ngãi xuống đi. Lương mà nó chín nó mềm dữ lắm. Rồi bỏ mông trước các bạn. Bạn coi nhiều chứ không đủ ăn á. Thôi nó mềm lại à. Xôi. Tí vớt lương rồi. Rồi bây giờ tới công đoạn cuối cùng của tí mập. Chưa cuối cùng đâu. Mình bỏ nước cốt vô cuối cùng. Lá cách. Cái món này là nó đặc trưng, cái mùi của lá cách nó rất là thơm. Rồi. Cái nữa. Nó sôi. Nó sôi. Độc ạch nè mập. Không có này không ngon nè các bạn. Này mình mua các bạn. Nay mất công chuyện quá không có nạo vừa được. Đó, nó có thấy khác này không? Quá đã các bạn ơi. Giờ mới nêm lại nè. Thử miếng coi. Thiếu đường bạn ơi. Nó gục hết. Rồi. Đoạn này. Lấy cái kia ra để lên bạn ơi. Công đoạn này là mình chỉ lên lên bàn. Cơm lợi ơi. Ten ten ten. Nay mình về trời mình ăn các bạn ơi. Ở người ăn ngoài trời hoài. Này rước tí mập về về trời. Nay cho vô nhà bạn ơi. Đó. Lương ngâm lá cách. Chấm với nước mắm trong mớt thôi. Đó. Hết sảy bà bảy các bạn ơi. Trời ơi cái nồi tí mập trang trí quá trời đẹp luôn. Lấy cơm ơi. Tiêu đã. Nay mấy nè mình vô chòi ăn cơm rồi. Ổng rồi không có qua cái chòi bên đây ăn cơm. Chòi này cũng quen thuộc nha các bạn. Lít đầu rồi nhậu rồi đó. Cái đầu ba mấy anh em tụi nhớ là nhậu đây nè. Nè tháng mấy mới lại cái chòi cũ này ăn cơm trời. Tút rồi mấy thùng xù á. Đây mấy cái đôn này mình mới sưu tầm về nè nghe các bạn. Đó. Mốt mình trang trí cho cái chòi mới. Thấy người ta bên kia sao ta bỏ sụp cát rồi lụm. Cưa hôm nay nhưng mà lại gần nó sơn. Dũng cao đột. Thôi kìa không? Nói chơi đi bạn. Không làm được đâu. Có thợ tiện mà không được. Cơm đi. Cơm. Này tí mập đãi món gì tí mập? Lương ngâm nó cách. Trời ơi. Quá đã. Lương ngâm nó cách nước cốt dừa. Cơm không? Sáng ngày nãy không nghe đậu dừa hết rồi. Mua. Này công chuyện nhiều quá. Tết cây thêm tí mập. Mày phải trang cũng được bà trang phải không? Rồi nó mời các bạn cơm nha. Dĩa bự chút xíu được rồi. Dĩa này sao lọt khúc lương. Nó kêu dĩa bự rồi đó. Cái dĩa ra nữa, dĩa nát nữa. Được, khúc được. Thôi mời các bạn cơm bạn ơi. Trưa bạn ơi đói rồi. Lương rồi, tôi ngắt khúc mà nó dính miếng này à. Quá lương ngon quá các bạn. Ờ tí mập mà. Mời bạn ăn lương nha. Ủa ớt dính lắc luôn nha. Mềm. Ngọt. Đã quá trời. Ngồi ăn phải thoải mái gì cũng ngon. Lá cách này bạn. Má ăn dán giờ ăn cơm á hả?
sáng mới đội mình sơn cái chòi. Sa cách thì nó cái hậu nó đắng đắng, nó nhẵn nhẵn mà nó ngon lại thơm, mà nó thơm chứ. Này môn nè, môn ngọt các bạn. Nó sực sực mà nó giòn. Ngon. Ăn khúc mầm nữa rồi. Đó. Bữa vậy. Không có. Trời ơi. Trời ơi. Chết miếng khúc luôn hả? Ừ. Tao không ăn đầu đâu. Đầu đâu? Để cho mập cái này. Ừ. Khúc luôn nghe bạn. Lương rất lương. Vậy mới đã. Mời bạn lương nha. Đường khúc khúc gì không? Mất đi tiếng luôn rồi. Cao bán. Mất luôn rồi. Khoan lắm. Ờ mày mới ăn có phần nửa của một tí mập thôi. Ngon. Không đã. Trời vô Noel nó lập đông rồi đó. Lạnh lạnh ăn ba cái này ngon quá bạn ơi. Tới công chuyện luôn hả tí không? Một phút no luôn rồi. Lương tí mập là lúc trước là gặp như lúc trước á nha. Còn phong độ quá lá gai rồi đó. Giờ hết nổi rồi. Dễ quá. Dạ. Không dám nhậu nữa. Này mình ăn cho hết nồi cơm luôn nha. Hết chắc. Đó. Như lần ăn không hết chân mà. Đâu nào có cụ đâu. Đã cách. Một nồi. Nói đó cách mình với Dũng Cao đi hái. Mời các bạn ăn cơm trưa. Cơm thơm mùi lá dứa. Lương lá cắt. Lá dứa mình trang này vô làm cảm giống giống như sâu ăn chè vậy ha. Nó thơm á. Này nó cốt nè. Mình làm khúc lương nha các bạn. Nhớ chấm muối ớt chanh đúng không? Tôi làm cái đầu nha các bạn. Ăn đầu ăn đuôi ở giữa để mình ăn hả Dũng? Ừ, đẹp á. Bự quá con khúc phải làm cho hết. Ừ. Đuôi đi nè, đuôi khúc nè. Này anh cũng lần đầu tiên anh với môn này luôn. Ăn lá cắt thì thường. Ngày trước ăn lá cắt nhiều không? Con môn ngon dữ lắm. Quá các bạn ơi. Nó mập không nữa tao đang nấu cơm nhão luôn mập. Ôi. Nó nữa tao này nấu cơm nhão nữa nè. Nhão. Có đem bao gạo vô chưa? Rồi. Vừa ăn nhão gì? Nhão. Đặc biệt cái bao gạo này là của bà già vợ tại chợ nha. Phan Nam Mộ cũng mập à. Bà già vợ là Phan Nam Mộ tôi luôn á. Mẹ vợ tôi hỏi ở chảnh này ăn uống này rồi gạo đâu, nó gạo mua thịt tí mẹ ơi, chứ mẹ thôi vậy để tao kêu cha mà giờ trà cho con bao đem lên. Cảm ơn mẹ. Ủa, cảm ơn cha mẹ luôn mới đúng chứ. Mẹ nói mà cha đi trà gạo mà. Thôi cảm ơn cha mẹ vợ nha. Cha ông xả lúa rồi dịch quá rồi ông không dám kêu mấy người dễ phụ luôn. Nghe anh ba tính cha mà hả? Phục phải không? Tính hả? Đào tự chửi luôn. Dạ trả 15 công. Không có máy hả? Ừ. Mình tài tài mua máy. Bạn nghe lương mà dễ ăn cóc rồi. Ừ, quá đã. Lương mà dễ không dễ ăn cóc cóc rồi. Dài lắm. Bình thường mấy lương mà tôi sôi ngoài ruộng á, tôi nhai thương hết luôn á. Mà lương thì sao nổi. Mập làm đồ ăn ngon quá. Ừ, chứ mập mà. Thôi chào bạn nha. Anh em cũng không quên chúc các bạn được nhiều sức khỏe nha. Dìu có một dịp các bạn. Chào.
các bạn nhớ mùa dịch nhớ ăn nhiều nhiều giữ tới mập tôi khỏe. Bảy lắm chén. Ê quên chén rồi, tự tính gì xin mới tụt xuống rồi.